Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Mình là Nami, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Chắc hẳn là các bạn cũng đã được gặp mình trong video unbox các bo mạch chủ Z490 đến từ nhà Gigabyte trước đây rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn một chủ đề khá là liên quan đến video đó. Như truyền thông đã đưa tin, sau một thời gian dài úp mở khiến cho các fan cứng đứng ngồi không yên thì những chiếc CPU Intel đời 10 sẽ được chính thức ra mắt và mở bán vào ngày 20 tháng 5 tới đây. Và màn hình ra mắt lần này quá là hoành tráng luôn, bởi chúng ta được đón nhận rất nhiều những sản phẩm mới. Trong đó đáng chú ý nhất là chiếc i9-10900K 10x20 luồng. Chiếc CPU sẽ tiếp nối danh hiệu bộ vi xử lý dành cho những gaming tốt nhất thế giới mà i9-9900K đang nắm giữ. Nhưng không chỉ có i9, những chiếc i5 và i3 cũng được nâng cấp rất mạnh mẽ. Và bây giờ thì mình sẽ cung cấp đến cho các bạn những thông tin mà HNC đã thu thập được cho tới thời điểm này để các bạn có được cái nhìn toàn diện nhất về sản phẩm mới của nhà Intel. Trước khi đi vào phần thông số chi tiết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là Intel Comet Lake là gì nhé. Comet Lake là tên của mã bộ xử lý di động và máy tính để bàn thế hệ tiếp theo của Intel. Họ thì vẫn giữ quy trình sản xuất là 14 nanomet của mình, giống như là CPU Intel Coffee Lake. Thế nhưng ở phiên bản Comet Lake này thì quy trình sản xuất này đã được tinh tế hơn và đây chính là thứ mà Intel gọi là 14 nanomet 2+. Coffee Lake trước đây được đặt tên là 14 nanomet 1+. Không rõ là trong tương lai có 3+ hay 4+ nữa hay không. Thế nhưng mà nghe về quy trình này hẳn các bạn đã thấy nó hơi bị lỗi thời so với các đối thủ rồi. Nhưng không có gì phải lo nghĩ, ngoài việc vẫn trung thành với tiến trình 14 nanomet thì các CPU Comet Lake vẫn mang đến nhiều tính năng mới, bao gồm hỗ trợ RAM DDR4 2933 MHz. Công nghệ siêu phân luồng của Intel được trở lại trên toàn bộ vi xử lý từ Core i3 cho đến Core i9. Một phiên bản mới của công nghệ Turbo Boost được gọi là Turbo Boost Max 3.0. Trước đây chỉ dành riêng cho các bộ vi xử lý Xeon cao cấp dành cho máy chủ của Intel và công nghệ gọi là Heat Velocity Boost sẽ giúp cho CPU Core i9-10900K được tối ưu hóa hơn so với 9900K về mặt nhiệt lượng tỏa ra, giúp nó đạt được mức xung boost cao hơn. Như các bạn cũng thấy, Core i9-10900K Turbo lên được tới 5.3 GHz, cao hơn con số 5.0 của 9900K và khả năng ép xung bằng tay cũng nhờ đó mà được hưởng lợi. Intel cũng sẽ phát hành hàng loạt chipset bo mạch chủ 400 series mới để đi cùng với những CPU mới. Cho đến nay, họ đã công bố 3 trong số đó bao gồm có Z490 cao cấp và chipset B460 và H410 tầm trung. Như truyền thống bán hàng của hãng này, dĩ nhiên là các CPU Coffee Lake đáng tiếc sẽ không thể lắp lên các bo mạch chủ này do khác trần socket. Còn về tất cả các bo mạch chủ Z490 mà chúng mình đã unbox thì các bạn có thể theo dõi tại đường link ở phía trên này nhé. Tin vui cho tất cả chúng ta đó chính là tất cả các mẫu từ Core i9, Core i7 và Core i5 sẽ được mở bán trên toàn cầu và cả tại Việt Nam nữa vào ngày 20 tháng 5 tới đây, cùng với ngày mở bán chiếc Z490 mới nhất luôn. À, một lưu ý cho các bạn đó chính là không phải tất cả các mẫu sẽ được mở bán đâu, mà chỉ là một số mẫu cơ bản thôi nhé. Sẽ chẳng có gì thay đổi nhiều ở phần số nhân thực khi mà Core i7 của chúng ta thì vẫn có 8 nhân, Core i5 có 6 và Core i3 thì có 4. Thế nhưng ở đây có một phần thay đổi cực kỳ lớn đó chính là về số lượng hay là gọi là về số nhân ảo. Tất cả thì sẽ được tăng gấp đôi và điều này thì giúp cho mỗi CPU sẽ có hiệu năng làm việc cao hơn khi mà chúng ta hoạt động đa tác vụ. Các CPU duy nhất hiện có nhiều nhân hơn trước đó chính là Core i9 đã nhảy từ CPU 8x16 luồng lên 10x20 luồng, ngang bằng với số nhân số luồng trên các CPU HEDT mới ra mắt cách đây vài tháng. Nói tới đây thì chúng ta phải nhắc đến một chút thông tin về đối thủ, đó chính là Ryzen 9 3900X và Ryzen 9 3950X của AMD. Về số nhân tổng thể thì vẫn có lợi thế hơn. Các fan của AMD vẫn có quyền tự hào về 12x24 luồng và 16x32 luồng của những CPU này. Nhưng với những chiến binh mới của nhà Intel, với tốc độ xung nhịp nhân cao hơn, về nền tảng được tối ưu hóa hơn, vẫn sẽ cạnh tranh dữ dội với AMD Ryzen. Đây là điều không cần phải bàn cãi. Thật vậy, với Core i9-10900K, nó có thể đạt tốc độ là 3.5 GHz khi mà boost lên nhờ vào công nghệ Heat Velocity Boost. Phải gọi là nổi trội vượt bậc so với tốc độ là 4.7 GHz của Ryzen 9 3950X. Tuy nhiên, 10900K khả năng vẫn sẽ giống với 9900K. Thật vậy, với Core i9-10900K, nó có thể đạt tốc độ 5.3 GHz khi boost lên nhờ vào công nghệ Heat Velocity. Phải gọi là nổi trội vượt bậc so với tốc độ tối đa là 4.7 GHz của Ryzen 9 3950X. Tuy nhiên, 10900K khả năng vẫn sẽ giống với 9900K, tức là sẽ đạt danh hiệu một con chip ngốn điện, tỏa nhiều nhiệt nhất của Intel với TDP lên tới 125W.
Do đó, năm nay các bạn cũng sẽ phải kiếm thêm cho chúng những bộ tản nhiệt xứng tầm, sẽ tốn thêm một khoản nữa, cơ mà đánh đổi như vậy thì cũng xứng đáng với mức hiệu năng được thêm vào phải không nào? Và mình thực sự là khuyên các bạn nên sắm một em tản nhiệt xịn sò cho chiếc CPU này đấy. Tại vì ngoài TDP cao thì đây cũng là lần đầu tiên mà Intel đưa công nghệ Turbo Boost Max 3.0 vào các dòng Core i phổ thông. Điều này thì khiến cho hiệu năng của chúng ta cao hơn, thế nhưng mà đồng nghĩa với việc là nhiệt lượng tỏa ra cũng rất là lớn. Với sự cạnh tranh gắt gao từ phía AMD, Intel năm nay có thể sẽ đưa ra cho chúng ta những mức giá vô cùng là hợp lý và dễ chịu. Tất cả các dòng sản phẩm của CPU năm nay có thể là sẽ có mức giá ngang bằng với những dòng năm ngoái. Thế nhưng theo thông lệ thì đây là đợt nhập hàng đầu tiên, thế nên là chúng ta phải cộng với chi phí vận chuyển, giá có thể là sẽ cao hơn một chút đỉnh. Và đặc biệt có một thông tin nữa dành cho tất cả các bạn, đó chính là Intel Comelec S thì tương lai sẽ thay thế cho tất cả các CPU hiện tại đang được bày bán. Thế nhưng mà lịch trình thay thế thì chắc là phải đi từ những dòng cao nhất, đó chính là Core i9, Core i7 và Core i5. Sau đó thì đến khoảng trung tuần tháng 6 sẽ là Core i3 và cuối cùng thì sẽ đến là Pentium cơ. Như vậy vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn thông tin về Intel đời 10 Comelec. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì hãy like, share và subscribe để chúng ta có thể cùng gặp nhau lại trong tương lai nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.